chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Vụ phá rừng đánh người báo tin ở Lâm Đồng, coi thường kỷ cương phép nước, thách thức pháp luật. 9 cán bộ quân đội hầu tòa trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Nhiều quận huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến khó tin. Nguy cơ bùng phát Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến. Vụ phá rừng đánh người báo tin ở Lâm Đồng, coi thường kỷ cương phép nước, thách thức pháp luật. Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là nhận định của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khi nói về những diễn biến liên quan đến vụ việc các đối tượng phá rừng hành hung người báo tin ở tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Chiều 11 tháng 7, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 7 năm 2022. Tại hội nghị, liên quan đến vụ việc ông Lê Văn Ba, người báo tin vụ phá rừng tại khoảnh 6 tiểu khu 438A bị ba người đàn ông hành hung, tấn công, phải nhập viện điều trị mà báo Dân Việt đã phản ánh qua bài viết đang thu thập bằng chứng vụ phá rừng, người đàn ông bị đánh gãy tay, nứt xương bả vai. Và theo ông Hiệp, đây là biểu hiện của việc coi thường kỷ cương phép nước, xem thường pháp luật. Vụ việc này, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm. Các cơ quan tư pháp của huyện bộc lộ sự yếu kém trong việc xử lý một số vấn đề xảy ra trên địa bàn huyện. Trong đó có trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú. Xã Lộc Phú là địa bàn rất nóng, sự can thiệp của các cơ quan chức năng với một vụ việc như vậy là rất chậm. Vụ việc này là biểu hiện của sự coi thường kỷ cương phép nước, xem thường, thách thức pháp luật, ông Hiệp nhấn mạnh. Ông Hiệp cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm xử lý hành vi hủy hoại rừng và hành vi cố ý gây thương tích đối với những đối tượng đã đánh ông Lê Văn Ba và hành hung cán bộ cơ quan nhà nước khi đến làm việc, từ đó xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản giao huyện Bảo Lâm phê bình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú trong công tác phối hợp xử lý hồ sơ vi phạm lấn chiếm đất của ông Nguyễn Đức Dạo, đồng thời nghiên cứu điều chuyển công tác đối với các cán bộ công chức có liên quan nhằm đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm chỉ đạo hạt kiểm lâm hướng dẫn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Dampri, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm của các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch xác định thời điểm thực hiện giải tỏa cây trồng, vật tư kiến trúc, xây dựng trái phép tại tiểu khu 438A, 439 thôn 4, xã Lộc Phú, nhất là đối với 4 trường hợp đã có quyết định giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 cán bộ quân đội hầu tòa trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Kính thưa quý vị, vào sáng 12 tháng 7, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON-953, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Sáng nay, 12 tháng 7, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm. Đây là vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, do bị can Phan Thanh Hữu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh cầm đầu. Theo cáo trạng, vụ án này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị can vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu hoặc góp tiền vốn buôn lậu, phát hiện nhưng không tố giác tội phạm, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng chống buôn lậu của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín danh dự của quân đội và lực lượng thi hành công vụ. Cụ thể, Đại tá Phùng Danh Thoại, trưởng phòng xăng dầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã thông qua công việc đã quen biết và góp vốn 5 tỷ đồng để cùng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Hùng Cường, 56 tuổi ở Thành phố Hải Phòng và Trọng Dầu chưa rõ nhân thân lai lịch tổ chức buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON-953, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.
thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2021. Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền là 22,3 tỷ đồng. Hành vi trên của Phùng Danh Thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu quy định tại điểm A, B, khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm với các đối tượng Phan Thành Hữu, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố đối với các bị can Hữu, Viễn, Cường, Phùng Danh Thoại là quân nhân phạm tội nên buộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội. Cáo trạng cho biết đối với Đại tá Nguyễn Thế Anh, thời điểm phạm tội giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Chức vụ này của Đại tá Nguyễn Thế Anh đều có chức năng nhiệm vụ đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng. Vì tư lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Nguyễn Thế Anh đã đồng ý bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thành Hữu và đã nhận hối lộ của Phan Thành Hữu trong thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 với số tiền là 6,2 tỷ đồng và 560.000 đô la Mỹ. Cáo trạng đã viết: sau khi hành vi buôn lậu của Phan Thành Hữu và các đồng phạm bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ để che giấu hành vi nhận hối lộ của mình, Nguyễn Thế Anh hướng dẫn đưa tiền cho Nguyễn Văn An là em họ của anh đi trốn và thông qua các mối quan hệ cá nhân để tổ chức cho Nguyễn Văn An trốn sang Lào trái phép, đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép quy định tại khoản 1 điều 349 Bộ luật hình sự. Hành vi lợi dụng vị trí chức vụ công tác của mình, hứa hẹn giúp đỡ nhận tiền từ Phan Thành Hữu của Nguyễn Thế Anh thông qua Nguyễn Văn An đã cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điểm A khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với vai trò là chủ mưu chịu trách nhiệm chính trong vụ án của mình. Tương tự, Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4 có nhiệm vụ quản lý, đảm bảo trật tự an toàn, thực thi pháp luật trên biển, tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan trong thực thi pháp luật trên biển từ bờ Bắc cửa Đình An, tỉnh Trà Vinh đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021, Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ con nhận của Phan Thành Hữu tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện giúp đỡ bảo kê cho hoạt động vận chuyển buôn lậu xăng của Phan Thành Hữu trên biển và từ biển vào nội địa không bị bắt giữ, xử lý. Hành vi của Lê Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điểm A khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Danh sách 14 bị cáo bị đưa ra tòa xét xử. 1. Đại tá Phùng Danh Thoại, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bị xét xử về tội buôn lậu. 2. Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị xét xử về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. 3. Nguyễn Văn An, lao động tự do, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 4. Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển số 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 5. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 6. Thiếu tướng Lê Văn Thành, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 7. Phan Thị Xuân, nội trợ, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 8. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 9. Đại tá Phạm Văn Trên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 10. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Sơn Hoàng Ngự, nhân viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 11. Thiếu tá Lưu Thế Đức, Phó đoàn trưởng đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 12. Lê Văn Phương, cán bộ hưu trí, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 13. Phạm Hồ Hải, trưởng đại diện cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải Trà Vinh, bị xét xử về tội nhận hối lộ. 14. Cao Phước Hoài, lao động tự do, bị xét xử về tội không tố giác tội phạm. Nhiều quận huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến khó tin. Kính thưa quý vị, Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai
Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh và huyện Chương Mỹ đạt kết quả thi hành xong về số tiền rất thấp trong 9 tháng vừa qua. Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã cho biết, 9 tháng vừa qua đã thụ lý mới 24.577 việc, tương đương với số tiền trên 23.074 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội đã thi hành xong trên 20.670 việc, tăng 520 việc so với cùng kỳ năm 2021, tương đương số tiền gần 6.900 tỷ đồng, tăng hơn 1.851 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. So với cùng năm 2021, chỉ tiêu về số việc và số tiền thi hành xong có chiều hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ thi hành án đạt kết quả thấp, trong đó về số việc thi hành xong của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ mới đạt tỷ lệ 43,5%, huyện Thanh Oai đạt trên 44,6%, huyện Đông Anh gần 46,7%, huyện Thạch Thất gần 46,9%, quận Hai Bà Trưng là 48,7%. Về số tiền thi hành án xong, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh chỉ đạt 2,27%, quận Hoàn Kiếm đạt 8,53%, quận Hoàng Mai đạt 10,69%, huyện Chương Mỹ là 11,45%, quận Hà Đông hơn 13% và quận Nam Từ Liêm đạt 13,6%. Các nhiệm vụ khác được giao trong tháng 6 năm 2022 cơ bản được hoàn thành và triển khai đầy đủ. Tuy nhiên, một số công việc hiệu quả chưa cao, toàn thành phố Hà Nội tỷ lệ về tiền và việc đạt kết quả còn rất thấp, số việc và số tiền chuyển sang kỳ sau rất lớn, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã cho hay. Chính vì thế, ông Phạm Văn Dũng là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã chỉ đạo các phó cục trưởng phải kiểm tra chỉ đạo trưởng phòng chuyên môn, rà soát lại các công việc còn tồn, chưa giải quyết và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các chấp hành viên phải trình lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội phê duyệt hồ sơ kịp thời, đúng thời hạn. Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái được giao nắm bắt và có biện pháp chỉ đạo xử lý vụ việc nổi cộm phức tạp ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, đôn đốc giải quyết một số hồ sơ án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn ở Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông và quận Hai Bà Trưng. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Tú được giao kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn và Phúc Thọ, tham mưu sớm ban hành kết luận kiểm tra tại Chi cục Thi hành án huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Trì. Trưởng phòng tổ chức cán bộ được giao tham mưu xem xét xử lý kỷ luật chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông có vi phạm theo công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chỉ trách nhiệm của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội trong việc để xảy ra kết quả thi hành án đạt tỷ lệ thấp diễn ra nhiều năm liền. Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, kết quả thi hành án dân sự của Hà Nội đã ì ạch nhiều năm vừa qua. Từ nay tới cuối năm 2022, trách nhiệm của Hà Nội phải hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. Nếu không, thì phải làm rõ trách nhiệm của từng chấp thành viên, từng chi cục thi hành án. Ông Khôi đã chỉ đạo, chi cục trưởng nào không chỉ đạo, không sát sao, không hiệu quả, đề xuất thay. Chấp hành viên nào không làm thì đề xuất miễn nhiệm. Biên chế đông mà không làm, người đó nhũng nhiễu tiêu cực, vi phạm, thì khi xử lý vi phạm còn phức tạp, mệt mỏi hơn. Nguy cơ bùng phát COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh biến thể phụ của Omicron xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến nếu số ca F0 tăng cao trở lại. Trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron xuất hiện ở bệnh nhân mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thể dẫn đến nguy cơ tăng nhanh số ca nhiễm mới, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Hiện tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đồng thời hai chức năng, vừa khám chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người mắc COVID-19 có các bệnh lý cấp hoặc mãn tính hoặc là bệnh lý nền kèm theo tại các khoa đơn vị điều trị COVID-19. Bảy bệnh viện bao gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175 tiếp tục đóng vai trò là tuyến cuối về điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 với 1.000 giường hiện tạm ngưng nhận bệnh nhưng sẵn sàng kích hoạt lại khi cần thiết. Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, khi nào số ca F0 nhập viện đầy tất cả giường điều trị COVID-19 đã được chuẩn bị, thành phố mới kích hoạt bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng đã có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại. Thời gian tới, khi 100% các bệnh viện trên địa bàn, trừ các bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ,
thành lập khoa đơn vị điều trị COVID-19. Tổng số giường sẽ được nâng lên 10.000, trong số đó thì có 1.000 giường hồi sức cho người bệnh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng hiện nay là các biện pháp dự phòng COVID-19. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã kéo dài đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết ngày 31 tháng 7 nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của người dân và duy trì miễn dịch cộng đồng, tất cả các điểm tiêm cố định trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa Thành phố, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi, Bệnh viện tuyến quận, huyện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế thực hiện tiêm tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.